Hello, xin chào các bạn, mình là Huy đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái 10 cái quy luật bố cục trong thiết kế nha các bạn. Như chúng ta đã biết, bố cục chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong quyết định đến sự thành công của một cái thiết kế. Vậy thì khái niệm của bố cục tức là cái gì? Thì hiểu một cách đơn giản, bố cục là một phần của thiết kế mà trong đó tất cả các yếu tố riêng biệt sẽ được kết hợp với nhau để tạo thành một cái tổng thể. Chúng sẽ có sự gắn kết chặt chẽ, và nếu bạn là một designer mong muốn trở thành một cái designer chuyên nghiệp hoặc là đang có dự định để học về cái nghề design, ít nhất bạn phải biết 10 cái quy luật về bố cục căn bản này ha. Quy luật thứ nhất là tìm trọng tâm. Một yếu tố quan trọng đầu tiên của bố cục đó là tìm ra một cái điểm nhấn, tức là trọng tâm cho thiết kế của mình. Điều đó sẽ thu hút mắt của người xem một cách tự nhiên vào những cái phần quan trọng trong thiết kế của bạn. Một số cách để tìm trọng tâm là thông qua các technique như là quy mô, độ tương phản và leading line nha các bạn. Ví dụ như cái bức hình mình ví dụ ở trên đây, trên video các bạn đang thấy đó, thì là thiết kế của Matthew Mead dành cho nhà kinh doanh thời trang Notre Dame nha các bạn. Thì do đó tâm điểm của thiết kế đồ họa này là người mẫu và quần áo của cô ấy, thì tức là cái điểm nhấn. Vì vậy thì con người mẫu này sẽ được đặt tại vị trí trung tâm của bức hình. Một khối màu được đặt ở vị trí trung tâm làm nổi bật, thu hút sự chú ý về phía khuôn mặt của cô gái. Sau đó đến trang phục của cô ấy, kèm một cái đường dẫn hướng mắt xuống góc phải của khung hình, nó sẽ cung cấp thêm thông tin cho người xem. Bức hình có một cái tiêu điểm lớn, vì thế mà nó cuốn hút mọi cái ánh nhìn của người xem theo sự dẫn dắt của người thiết kế ha. Thì đó, như vậy là đó là tìm trọng tâm. Cái quy luật thứ hai là dẫn dắt ánh nhìn với cái leading line nha các bạn. Tức là các cái đường line là cái đường thẳng và đường kẻ đó. Cũng giống như việc bạn chỉ vào một cái gì đó mà khi bạn muốn mọi người nhìn thì bạn chỉ vào nó. Thì bố cục trong một số cái dòng và hình khối theo một cách nào đó cũng có thể dẫn dắt ánh mắt của người xem khi nhìn thiết kế của bạn. Phổ biến hơn là sử dụng các leading line, sơ đồ khối, sử dụng các đường để trực tiếp dẫn ánh mắt của người xem từ một trong các điểm trên thiết kế đến các điểm tiếp theo một cách rõ ràng. Ví dụ như là cái hình trên đây ha, thì xem xét thiết kế của Design By Day ở trên, thì thiết kế sử dụng leading line mạnh mẽ và dẫn dắt ánh mắt về phía tiêu điểm, tức là tiêu đề, và sau đó đến các nốt thông tin khác nhau. Đấy, rồi cái quy luật thứ ba là quy mô và cấp bậc ha. Quy mô và hệ thống phân tích trực quan là một trong những cái nguyên tắc sáng tạo cơ bản. Chúng có thể khiến thiết kế của bạn thành công và cũng có thể là làm cho thiết kế của bạn bị phá vỡ. Vì vậy thì cái điều quan trọng là phải tổ chức đúng thật tốt, và hãy chắc chắn rằng bạn hiểu vì sao mọi cái thiết kế đều cần đa cấp độ của hệ thống phân cấp là typography ha các bạn. Thì quy mô thường được sử dụng để giúp hệ thống cấp bậc giao tiếp với nhau, và sự sắp xếp gần và xa của các yếu tố biểu thị tầm quan trọng của chúng ở trong giao tiếp ha. Ví dụ như cái poster ở trên ha, thì nó được thiết kế bởi Scott Hansen và sử dụng một cái hình ảnh thu nhỏ của hai người giúp để nó giúp thể hiện tập trung những cái khung ảnh lớn trước mặt họ, và điều này ngay lập tức mang lại cho người xem một cảm giác về sự hùng vĩ và rộng lớn đến choáng ngợp của cái khung cảnh ở trên. Thì hai cái người nó được đặt ở trọng tâm và là cái bóng màu đen là nhỏ ha các bạn. Thì tuy là nó nhỏ và nó màu đen nhưng nhìn vẫn rất rõ, và cái đó cái bố cục họ làm á, thì người ta sẽ nhìn vào người ta dễ dàng thấy được hai bóng người ha. Rồi cái quy luật thứ tư là cân bằng hóa các yếu tố. Cân bằng là một yêu cầu quan trọng đối với một thiết kế, nhưng mà làm thế nào để tạo ra sự cân bằng hoàn hảo trong thiết kế nó lại là một điều không có dễ dàng đúng không các bạn. Thì chúng ta hãy xét hai cái loại phổ biến của cân bằng và tìm hiểu xem thế nào mà để làm chủ chúng ha. Đầu tiên là cân bằng đối xứng. Cân bằng đối xứng là việc cân bằng thiết kế của bạn sử dụng tính đối xứng bằng cách phản chiếu một vài yếu tố thiết kế từ trái sang hoặc phải sang, từ trên xuống dưới. Bạn có thể tạo ra sự cân bằng mạnh mẽ, rõ nét trong thiết kế của mình. Một cái loại cân bằng khác được gọi là, nó được cho là phổ biến hơn, đó là cân bằng không đối xứng. Thì cân bằng không đối xứng là một cái thuật ngữ khá khó để giải thích, bởi nó vẫn tạo ra sự cân bằng nhưng các yếu tố nó lại không đối xứng với nhau. Vì cái hình bên đó, cái hình ở trên đó là một cái ví dụ thành công của sự cân bằng không đối xứng các bạn. Trong cái poster này, Munchai Potato đã sử dụng sự cân bằng không đối xứng bằng cách là phân tán và mở rộng quy mô các yếu tố một cách có chủ đích. Trong thiết kế trên thì ba vùng trận trung tâm là những cái yếu tố lớn nhất trong thiết kế, nhưng chúng lại được cân bằng hóa bởi các thai, các dòng kẻ và hình chuột nhỏ với kết cấu phức tạp ở góc dưới và nó vuông góc và nó song song với nhau nữa. Một cái kỹ thuật bỏ túi nữa để làm chủ cân bằng không đối xứng là bạn phải hiểu rằng mỗi cái phần tử trong thiết kế đều có một cái trọng lượng riêng. Các vật thể nhỏ có thể ít nặng hơn so với các đối tượng lớn hơn. Dù thiết kế của bạn có rơi vào cái trường hợp nào
thì hãy nhớ rằng nhất định phải cân bằng hết các yếu tố cho đến khi bạn đạt đến một trạng thái cân bằng, tức là chính bản thân bạn hoặc là làm cho người khác cảm thấy là cái khung hình và cái yếu tố đó ở trên đã cân bằng. Và nhớ sử dụng khoảng trắng nha các bạn. Cái quy luật thứ 5 là sử dụng các yếu tố bổ sung cho nhau. Có thể bạn đã nghe nói về những cái màu sắc bổ sung. Còn các yếu tố bổ sung cho một thiết kế thì sao? Một cái yêu cầu quan trọng góp phần không nhỏ vào thành công và hiệu quả của một thiết kế chính là hãy dành thời gian để cố ý chọn từng cái yếu tố trong thiết kế sao cho mỗi cái yếu tố ấy bổ sung cho toàn bộ phần thiết kế của bạn. Một cái lỗi thường gặp trong thiết kế đó là sử dụng cái hình ảnh không hề mang tính chất bổ sung cho nhau. Vì vậy thì khi sử dụng nhiều hơn một hình ảnh trong thiết kế thì bạn hãy cố gắng đảm bảo rằng tất cả chúng đều có ý nghĩa và đều hỗ trợ cho một cái nội dung nào đó, chứ đừng có tìm những cái hình ảnh mà nó không liên quan ha. Thì mình có vài gợi ý cho các bạn là tô màu những cái bức ảnh với màu sắc tương tự nhau với sự phổ biến và các bộ lọc và công cụ điều chỉnh hình ảnh. Bạn có thể tô màu và điều chỉnh hình ảnh của mình sẽ cho cái bảng màu của chúng gắn kết và bổ sung cho nhau. Chọn màu như thế nào thì mình đã hướng dẫn ở một cái video là các nguồn màu đó các bạn. Bạn có thể tìm ở những cái video trong trang chủ của mình. Thứ hai là chọn cái hình ảnh được chụp theo một cách tương tự nhau và hãy chọn hình ảnh có tính thẩm mỹ và phong cách tương tự nhau. Ví dụ như nếu sử dụng một hình ảnh tối giản thì hãy chọn nhiều hình ảnh tối giản khác để lấy cảm hứng bổ sung cho hình ảnh đó nha. Quy luật thứ 6 là tăng hoặc giảm độ tương phản. Độ tương phản là một công cụ rất hữu ích để làm nổi bật hoặc làm mờ đi một số cái yếu tố trong thiết kế của bạn. Khi nâng cái hệ số tương phản hoặc sử dụng tính năng tương phản màu sắc ở mức độ cao thì bạn có thể làm nổi một cái yếu tố nào đó và thu hút sự chú ý của người xem. Tương tự như vậy thì bằng cách giảm độ tương phản, bạn có thể khiến cho một cái yếu tố trở nên mờ nhạt đi để làm nền cho những cái đối tượng khác có cơ hội trở nên nổi bật hơn. Nếu cái màu sắc rực rỡ trong thiết kế được sử dụng để làm nổi bật thiết kế, ví dụ như là sử dụng một màu sắc rực rỡ để làm mờ nhạt đi một phần của thiết kế thì tạo thành nền để làm nổi bật yếu tố có màu tối khác. Thì ví dụ như cái poster ở trên nó được thiết kế bởi Melania Scott Vincent, sử dụng một cái chiếc kẹp giấy màu vàng ở trên nền vàng, nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt tương phản thấp giữa các đối tượng và background. Trong khi thông thường đây là cái điều mà cần tránh trong thiết kế, nhưng trong trường hợp này nó lại được củng cố và làm nổi bật. I notice every day. Thì bằng cái cách này, độ tương phản cũng có thể được sử dụng để giấu một cái yếu tố nhất định của thiết kế cũng như tạo ra một cái ý nghĩa trong đó. Vì vậy thì hãy luôn nhớ sử dụng độ tương phản phải dựa vào mục đích thiết kế của bạn ha. Thứ bảy nè là lặp lại các yếu tố trong thiết kế để duy trì tính nhất quán và một bố cục hợp lý cho thiết kế của mình. Thì bạn cố gắng đưa các yếu tố từ một phần của thiết kế và áp dụng nó vào các phần khác trong một cái bộ sản phẩm quảng cáo bạn thiết kế cho khách hàng chẳng hạn. Thì mình hãy làm một cái banner và thay đổi ảnh và nội dung đó. Đó là một cái dạng nhận diện rất là tốt. Khi mà khách hàng lần tới thì người ta sẽ thấy cái banner nó giống nhau và khách hàng dễ nhìn và dễ nắm bắt hơn. Vì vậy bạn hãy cố gắng sử dụng lặp đi cái yếu tố thông minh để có một cái bố cục tốt. Sự lặp lại là một cái yếu tố quan trọng nói đến việc bố trí nhiều trang trong một thiết kế. Lặp đi lặp lại cái yếu tố trong thiết kế sẽ giúp mỗi cái dòng trang của thiết kế và cái mỗi cái dòng trang tiếp theo á, nó sẽ giúp trang sau nối tiếp trang trước, tạo ra một cái tập hợp có tính liền mạch hơn ha. Trên hình á là cái thiết kế tạp chí của Mauro di Donatis và Elisaveta Ucabina. Trong cái thiết kế này thì thành phần trong mỗi cách bố trí là tương tự nhau và sự khác biệt chỉ là nội dung và cách bố trí hình ảnh thôi các bạn. Thì những cái thành phần lặp đi lặp lại này sẽ giúp độc giả nhanh chóng nhận dạng và quen thuộc với các thông tin thiết kế một cách nhanh chóng. Rồi cái quy luật thứ 8 là đừng quên những cái khoảng trắng. Cách dễ nhất để xúc phạm những cái khoảng không gian màu trắng chính là việc gọi chúng với một cái useless name, tức là khoảng trống. Không gian màu trắng khi sử dụng một cách có chiến lược thì sẽ làm tăng độ rõ nét của thiết kế. Nhìn một cách tổng thể thì bằng cách cân bằng giữa những cái phần phức tạp và những cái khoảng không gian trắng trong thiết kế sẽ giúp thiết kế của bạn dễ thở hơn và đỡ rối hơn. Ví dụ về thiết kế của Cocorina hay các bạn, Cocorina là sử dụng những cái khoảng trắng để cân bằng các hình ảnh, kết cấu và các thai, khiến thiết kế trở nên thoáng đãng và sạch sẽ và tinh tế hơn. Thì đây là những cái mẹo mà và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng thành công những cái khoảng trắng trong thiết kế của mình. Đầu tiên, giảm quy mô các yếu tố đồ họa trong thiết kế của bạn bằng cách thu hẹp các hình ảnh, các thai. Bạn có thể tạo ra những cái khoảng không gian trắng đầy trang trọng các tiêu điểm trong giới hạn trong khung thiết kế ban đầu. Đừng có lấp đầy mọi không gian bằng các ký tự hay câu chữ.
Như đã đề cập ở trên á, thì không gian màu trắng không phải là không gian trống rỗng, nó đang làm một cái công việc riêng và phục vụ mục đích riêng của mình. Do đó hãy cứ đừng điền vào bất kỳ khoảng trắng nào trong thiết kế của bạn. Hãy để cho những con chữ, những ký tự nó có không gian để vẫy vùng các bạn. Nói theo một cách hoa mỹ là để cho nó có không gian để vẫy vùng, tức là để cho người để cho nó dễ thở hơn các bạn. Rồi cái thứ chín là căn chỉnh các yếu tố trong thiết kế, đó tên là alignment. Khi thực hiện một thiết kế gồm nhiều thành phần, trong đó chúng ta không thể cứ ném tất cả chúng vào một trang ha, bởi vì việc sắp xếp các yếu tố này chính là nhanh chóng và dễ dàng nhất để biến hình thiết kế của bạn từ một phức hợp thành một cái tác phẩm thanh lịch và sang trọng. Bạn gặp cái vấn đề trong việc sắp xếp các yếu tố á, thì bạn có thể tìm đến với những cái công cụ, thì bây giờ công cụ nào nó cũng có thể căng giữa, có thể căng trái căng phải nè đó. Thì đừng bao giờ để những cái thiết kế của bạn nó lộn xộn, ok đó. Các bạn chỉ cần kéo các phần tử trong thiết kế của bạn xung quanh đó, vào cái xếp chúng vào cái vị trí hợp lý, cảm thấy bạn sẽ cảm thấy cái thiết kế của bạn nó sẽ gọn gàng và nó sạch sẽ hơn ha. Rồi quy luật cuối cùng là quy luật thứ 10, chia thiết kế thành 3 phần. Thì cái quy luật này nó vừa cơ bản nhưng mà nó cũng vừa nâng cao ha các bạn. Thì những cái bạn nào mà các bạn nắm được chính cái quy tắc ở trên là các bạn đã thành ok rồi đó. Thì cái quy tắc 1/3 là một cái kỹ thuật đơn giản mà các nhà thiết kế sử dụng để phân chia các thiết kế của mình thành 3 hàng và 3 cột, và tại các điểm nơi mà cái đường dọc và cái đường ngang giao nhau á, thì chính là những cái vị trí mà focal point, tiêu điểm nên được đặt. Sử dụng một cái quy tắc 1/3 là một cách tuyệt vời để khởi động bố cục của một thiết kế, vì nó cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng, đồng thời dẫn dắt bạn định vị và đóng khung các yếu tố trong thiết kế của bạn. Hãy xem xét thiết kế ở trên hình ha, thì của Rajan Varmatheva cho National Geographic, thì cái kênh này như là về thế giới động vật đó các bạn. Thì bạn hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng nơi các dòng 1/3 sẽ giao nhau ha. Bạn có thể nhận thấy rằng các đường giao nhau nó sẽ qua cái tiêu điểm của mỗi hình ảnh. Hai người đi bộ trong cái image đầu tiên và cái con chim lớn nhất trong cái image thứ hai, thì các đường cũng sẽ cắt tại các điểm xung quanh các ô chữ. Thì các bạn nhìn kỹ và nắm vững cái quy tắc thì các bạn sẽ thấy những cái điểm này ha. Một cái cách tuyệt vời để bắt đầu thiết kế của bạn đó chính là sử dụng 1/3 để tạo ra một cái mạng lưới. Lưới hình ảnh có thể giúp bạn sắp xếp các yếu tố đồ họa một cách hợp lý hơn, và bạn cần tập trung vào các focal point để thiết kế của bạn đạt cái bố cục tối ưu. Và bạn cũng có thể sử dụng công cụ lưới của Canva, của AI, của Photoshop để tạo lưới một cách dễ dàng với nhiều lựa chọn hơn. Thì đó chính là 10 cái quy tắc, quy luật về bố cục trong thiết kế. Thì trong cái quá trình mình làm thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc là mình nói sai, mình nói không đúng cái gì thì các bạn cứ góp ý ở phần comment ha, mình sẽ ghi nhận tất cả. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.